thu tiền ứng phổng thi tốt nghiệp trái quy định, một hiệu trưởng bị bắt ngày 15 tháng 10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quyết Thắng, 44 tuổi, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, để điều tra về tội, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, trên cương vị bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường từ tháng 12 năm 2020 đến nay Ông Thắng viết rõ quy định ngân sách nhà nước chi trả tiền ứng phẩm thi tốt nghiệp như giấy nháp, giấy thi, giấy trả lời trắc nghiệm. Tuy nhiên, trong các năm học 2022-2023 và năm 2023-2024, Nguyễn Quyết Thắng vẫn chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm khối 12 thu tiền ứng phẩm thi 100.000 đồng trên học sinh với lý do để phục vụ cho kỳ thi do đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình xác định hành vi của hiệu trưởng trường trung học phổ thông kỳ sơn có dấu hiệu lạm thu điển hình trong các trường học được xã hội gần đây đang rất quan tâm lên án ngoài ra sự việc này cũng làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục niềm tin của quần chúng nhân dân đối với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án